theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, sau khi tuyến đường sắt đô thị 3.2 đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai hoàn thành, toàn bộ 21 km của tuyến số 3 từ Nhổn ga Hà Nội Hoàng Mai sẽ nối khu vực phía Tây với khu vực phía Nam qua trung tâm thành phố. Đồng thời, đây cũng là tuyến đường sắt đô thị lõi có vai trò quan trọng trong kết nối mạng lưới đường sắt đô thị ở thủ đô. Tuyến này dự kiến tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp và các cơ quan hợp tác phát triển châu Âu thông qua các khoản vay ưu đãi dành cho Việt Nam. Trong khi đó, sau hơn một tháng vận hành, 8,5 km đoạn trên cao của tuyến Metro 3.1 Nhổn ga Hà Nội đã được nhiều người dân tin tưởng và lựa chọn là phương tiện di chuyển thường nhật. Đồng thời, 4 km hầm đoạn tiếp theo bắt đầu khoan ngầm từ ngày 30 tháng 7 vừa qua, với tốc độ khoan khoảng 10 mét hầm trên một ngày và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.